Moly Latium sọt đuôi én mắt đen. À thì hôm nay mình cũng có gửi một cái đơn 6 con cho một anh khách ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với cái phân khúc đuôi én mắt đen này á, là bên mình sẽ bắt đầu xuất bán từ khoảng size 2 tháng đến 2 tháng rưỡi trở lên nha các bạn. Và đối với cái dòng này và size này thì hiện tại bên mình bán là tính theo con, có nghĩa là mình sẽ vớt cho các bạn, ví dụ như là một đơn các bạn mua tối thiểu là 4 con ha. Thì ở trong đó sẽ có thể là có trống có mái nè, ví dụ là hoặc có mái không hoặc là có trống không. Cái trường hợp mà có mái không á thì nó cao hơn cái trường hợp là có trống không, tại vì cơ bản cái dòng này khi mà cái bầy con nó ra là tỷ lệ cái trống rất là thấp. Ví dụ là cái bầy nó lên 10 con á, thì trong đó chỉ có thể có một hoặc hai con trống, còn lại là mái, hoặc có thể tối đa là khoảng 3 con đến 4 con trống. Nên là thường đơn tối thiểu mình ship là từ 4 con trở lên. Mục đích như vậy á, là khi để gửi cho các bạn á, thì khả năng các bạn nhận là sẽ có trống có mái đầy đủ luôn. Còn mà cái size lớn hơn tầm khoảng 3-4 tháng trở lên á, là bên mình đã nhìn ra được trống mái rồi, thì lúc này mình sẽ bán cho các bạn theo trio, có nghĩa là hai mái một trống, hoặc là theo cặp, có nghĩa là một trống một mái. Thì đương nhiên là size càng lớn thì giá trị nó sẽ càng cao nha các bạn.